Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực từ năm 2016, thương mại song phương Việt Nam-Belarus đã ghi nhận mức tăng trưởng. Tại khóa họp lần thứ 15 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam và Belarus vừa được tổ chức, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước trong thời gian qua và cùng rà soát những nội dung hợp tác đã được thống nhất tại nghị quyết khóa họp lần thứ 14. Đề ra các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước phát triển hợp tác trên nền tảng sẵn có hoặc tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới. Được biết, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Belarus năm 2021 vẫn đạt gần 170 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 130% so với năm 2020. Về đầu tư, tính đến cuối năm 2021, Belarus có 3 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt trên 32 triệu đô la Mỹ, đứng vị trí 67 trên tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Kết thúc khóa họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Phó Thủ tướng Belarus Anatoly Sivak đã ký biên bản khóa họp lần thứ 15 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Belarus về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật. Bằng những nội dung hai bên đã đạt được tại khóa họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Thứ nhất là phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện hiệp định thương mại tự do liên Việt Nam Liên minh Kinh tế Á-Âu. Thứ hai, cần khuyến khích các doanh nghiệp hai bên tham gia các hội chợ triển lãm, diễn đàn được tổ chức tại hai nước. Thứ ba, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư trên lãnh thổ của nhau, đặc biệt là trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng nông thủy sản, phân bón, hóa chất, lắp ráp ô tô tải, máy kéo, chế biến nông sản. Việt Nam cũng rất mong muốn trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng. Do đó, chúng tôi mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác của Belarus trong lĩnh vực này. Thứ tư, tích cực triển khai hoạt động hợp tác cụ thể trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, tư pháp, giao thông vận tải, tài chính, ngân hàng, văn hóa, thể thao, du lịch, xây dựng, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ. Thứ năm là về việc tổ chức khóa họp 16 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Belarus, tôi nhất trí với đề xuất tổ chức khóa họp lần thứ 16 vào năm 2024 và giao cấp kỹ thuật của hai bên tích cực phối hợp để thống nhất về thời gian và địa điểm cụ thể cho khóa họp này.